đừng là bạn nữa, được không? Có người yêu chưa ta? Sao tự dưng em hỏi anh có người yêu chưa? Mà ý là anh có người yêu chưa? Thì sao tự dưng em hỏi anh có người yêu chưa? Thì anh có người yêu chưa? Tại vì em thích anh đó được không? Điều. Anh có thể em xác nhận qua Tùng Maru nha. Tại vì em đã nói này với Tùng từ cái hồi em đang đóng phim rồi. Em nói là em rất là thích anh Nhậm, em đóng những cái cảnh với anh Nhậm thích hơn đóng với lại anh Tùng. Hãy đón xem Giờ Sao Ngủ với khách mời là Hansara, phát sóng 20 giờ ngày 14 tháng 12 2020 tại kênh YouTube The One Show.